Sự cố gối cao su bị rơi tại khu vực gần đi bóc quận 9 trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã được khắc phục ngay. Tuy nhiên, sau khi đi xem xét và kiểm tra, các đơn vị liên danh Sumitomo Senko 6 làm tổng thầu và liên danh MJBT đơn vị tư vấn giám sát đang cùng phối hợp để xử lý và có những giải pháp trong thời gian tới. Sự cố trên đã đặt ra lo ngại về việc suy giảm chất lượng công trình cũng như ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Và điều đáng quan tâm là vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến gối cao su, gối trái theo hướng từ Bến Thành đi Suối Tiên, sử dụng cho dầm cầu cạn đã lắp 4 năm trước tại vị trí trụ B14-10 thuộc đoạn cầu cạn VD14 của gói thầu CB2, đoạn trên cao và đi bóc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên bị rơi khỏi vị trí đá kê gối. Các bên liên quan đã nói gì về sự cố này? Sự cố này chúng tôi vẫn đang điều tra nên chúng tôi vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân. Tuy nhiên, chúng tôi đã khảo sát lại toàn bộ và chúng tôi nhận thấy không có vấn đề gì với các chỗ còn lại. Đây là một sự cố riêng lẻ và theo chúng tôi đánh giá là không lớn. Chúng tôi cần khoảng một tháng để tìm ra nguyên nhân. Rõ ràng như các bạn thấy, kết cấu bê tông vẫn còn nguyên vẹn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bị một sự cố như thế này nên chưa có kinh nghiệm để xử lý nhanh được. Ban quản lý đường sắt đô thị phát hiện là có một cái gối kê dầm cầu ở vị trí VD14 là bị mất ổn định và rơi ra khỏi cái đá đỡ. Ngay sau đó là ban quản lý đường sắt đô thị đã phối hợp với lại là liên danh tư vấn chung NGBT của Nhật giám sát dự án, nhà thầu EBC thi công đoạn trên cao, liên danh Sumitomo Shinko 6 và nhà thầu gói thầu CB3 cơ điện đường ray là Hitachi tiến hành cái công tác là xem xét và ban đầu và hỗ trợ các bên có liên quan để ngay lập tức khắc phục cái vấn đề. Ngày 10 tháng 11 năm 2020, Ban quản lý đường sắt đô thị đã yêu cầu liên danh NGBT là tư vấn giám sát của dự án cung cấp toàn bộ hồ sơ bản vẽ và các hồ sơ có liên quan để ban tiến hành xem xét, đánh giá lại cái thiết kế và tìm hiểu cái nguyên nhân xảy ra cái sự việc nêu trên. Ban quản lý đường sắt đô thị cũng đang yêu cầu tất cả các nhà thầu là phải khẩn trương tiến hành tăng cường với công tác kiểm soát chất lượng thi công công trình. Đây là sự việc diễn ra trong cái phạm vi công trường của nhà thầu Sumitomo Shinko 6 và cũng đang trong quá trình thi công, chưa có bàn giao cho chủ đầu tư. Do đó là trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhà thầu Sumitomo Shinko 6 phải có trách nhiệm là xem xét nguyên nhân, rồi xác định rõ cái nguyên nhân và các ảnh hưởng, cũng giống như là khắc phục hoàn toàn cái sự việc này tại vị trí cầu cạn VD14. Và theo đúng cái hợp đồng ký kết giữa ban quản lý đường sắt đô thị và tổng thầu thì mọi chi phí và trách nhiệm đều thuộc hoàn toàn là tổng thầu và nhà thầu phải có trách nhiệm là xem xét cũng như là sửa chữa đảm bảo chất lượng của toàn bộ công trình đến khi bàn giao cho chủ đầu tư đúng theo quy định của pháp luật về chất lượng an toàn chất lượng công trình. Sau khi có báo cáo chính thức, Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định nhằm đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ, an toàn tuyệt đối cho công trình trong xây dựng, khai thác và vận hành. Tuy nhiên, trong sự việc này, việc khắc phục sự cố nhanh chóng cũng giúp phần nào ổn định kết cấu công trình, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc thi công của các khu vực lân cận. Khi không bị gián đoạn, tiến độ công trình mới không bị ảnh hưởng. Cụ thể, đoạn ngầm đang thi công phần kiến trúc và lắp đặt cơ điện. Riêng đối với công tác cơ điện vận hành chạy tàu, đơn vị thi công đang phối hợp nhà thầu kéo cáp điện cho toàn tuyến. Đây là tiền đề quan trọng để công tác vận hành thử đoàn tàu được diễn ra vào đúng năm sau.